Giữa chiến tranh, Ukraine cũng có tham nhũng khi mua vũ khí. Mỹ rút bớt kho vũ khí ở Hàn Quốc để trang bị cho Ukraine. Arsenal thắng ngược MU, Ten Hag phẫn nộ vì học trò đá như mơ ngủ. Haaland tạo hàng loạt kỷ lục sau hat-trick vào lưới Hull. Ronaldo gây thất vọng trong trận ra mắt tại giải Saudi Arabia. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế ngày 23 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán năm Quý Mão. Lời đầu tiên, Hoàng Châu Channel xin được gửi đến quý vị và khán giả lời chúc năm mới an khang thịnh vượng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi dành vài phút điểm lại những tin tức chính nổi bật trên thế giới trong 24 giờ qua. Giữa chiến tranh, Ukraine cũng có tham nhũng khi mua vũ khí. Ngày 22 tháng 1, ông Zelensky khẳng định sẽ đưa ra các quyết định quan trọng để nhổ tận gốc vấn đề tham nhũng trong tuần này. Ông Zelensky cam kết chống tham nhũng trong lúc xuất hiện một loạt báo cáo về các hoạt động đáng ngờ trong mua sắm thiết bị quân sự chống Nga. Theo hãng tin Reuters, Ukraine có lịch sử lâu dài về tham nhũng và quản lý yếu kém. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng tham nhũng ở Ukraine ở vị trí 122 trên 180 quốc gia, không tốt hơn nhiều so với Nga trong năm 2021. Chống tham nhũng cũng là một trong những yêu cầu chính đối với tư cách thành viên EU khi Kiev trở thành ứng cử viên gia nhập vào năm ngoái. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Nga Medvedev bình luận dòng viện trợ quân sự liên tục cho Kiev cho thấy rõ ràng rằng phương Tây đang tìm cách làm suy yếu hoặc tốt nhất là tiêu diệt Nga, nhưng nỗ lực này cuối cùng có thể phản tác dụng. Cuộc gặp ở Ramstein và việc phân bổ vũ khí hạng nặng cho Kiev cho thấy rõ ràng rằng kẻ thù của chúng ta sẽ cố gắng làm chúng ta kiệt sức trong một khoảng thời gian không xác định hoặc tốt nhất là tiêu diệt chúng ta, ông Medvedev nói. Tuy nhiên, theo ông Medvedev, việc kéo dài tình trạng thù địch ở Ukraine cuối cùng có thể dẫn đến sự xuất hiện của một khối quân sự mới tập hợp các quốc gia đã chán ngấy người Mỹ. Cũng mới đây, trung tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis viết trong bài báo cho 1945 rằng ngay cả với vũ khí công nghệ cao của phương Tây, quân đội Ukraine cũng khó có khả năng đánh bại Nga vào mùa xuân. Vì Abrams và Leopard không phải là vũ khí thần kỳ mang lại thành công lớn trên chiến trường, cơ hội rất thấp. Nói thẳng ra, kết quả của cuộc chiến Zelensky chống Nga sẽ không phụ thuộc vào việc ông ta có nhận được Abrams và Leopard hay không. Giống như thời cổ đại, chiến tranh là do con người gây ra và thắng hay thua là do con người, chứ không phải là do máy móc, ông David nói. Tin tức tiếp theo, Mỹ rút bớt kho vũ khí ở Hàn Quốc để trang bị cho Ukraine. Các loại thiết bị được chuyển từ kho dự trữ ở Hàn Quốc sang Ukraine không được công bố. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết chủ yếu là khí tài pháo binh. Báo New York Times thông tin đạn pháo 155mm từ các kho dự trữ ở Hàn Quốc đã được chuyển đến Ukraine, cũng như các loại đạn có cùng cỡ nòng từ các căn cứ của Mỹ ở Israel. Các cỡ nòng này tương thích với nhiều loại súng NATO tặng gần đây cho quân đội Ukraine như M777 và M109 của Mỹ và PHZ-2000 của Đức. Hơn 1 triệu quả đạn 155mm đã được cung cấp cho quân đội Ukraine, với một phần lớn trong số này đến từ các cơ sở ở Hàn Quốc và Israel. Các quan chức Mỹ không nêu tên cho biết. Các khí tài pháo binh ngày càng đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến ở Ukraine. Được biết, đội ngũ quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc lớn thứ 3 trên thế giới với hơn 27.000 người. Đây cũng là nơi có một số kho dự trữ vũ khí lớn nhất ở hải ngoại của Mỹ, đặc biệt là thiết bị của lực lượng mặt đất. Một số nhà phân tích cho rằng quyết định rút nguồn vũ khí ra khỏi Hàn Quốc lúc này là không đúng lúc. Trong khi đó, Triều Tiên đã thể hiện khả năng quân sự mới chưa từng có trong các cuộc thử nghiệm gần đây và vào tháng 12 năm 2022. Chưa kể, máy bay không người lái bay qua phủ Tổng thống Hàn Quốc trong một cuộc phô trương lực lượng lớn. Triều Tiên đang có một số kho dự trữ đạn pháo lớn nhất thế giới, có thể vượt qua cả NATO hoặc Nga. Bản thân Triều Tiên cũng triển khai lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới, quá trình hiện đại hóa vũ khí nhanh chóng của Triều Tiên trong thập niên qua là nguyên nhân hàng đầu gây lo ngại cho các lực lượng Mỹ trong khu vực. Chuyển sang tin tức thể thao, Arsenal thắng ngược MU, Ten Hag phẫn nộ vì học trò đá như mơ ngủ. Từng bị chê bai thắng mọi đối thủ, chỉ thua Manchester United hồi đầu mùa. Bất kể, Manchester United khi ấy thi đấu khá ì ạch, Arsenal đã chứng minh họ chẳng phải hổ giấy và ngôi đầu ngoại hạng giành được suốt thời gian qua chẳng phải là chuyện ăn may. Với phong độ cực kỳ cao cùng lợi thế sân nhà, Arsenal tự tin đẩy cao đội hình dồn ép Manchester United ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha triển khai tấn công trực diện lẫn từ hai cánh của pháo thủ đã khiến Manchester United liên tục phải lùi sâu về phần sân nhà vất vả chống đỡ. Đội khách ghi bàn trước nhiều tuyệt phẩm của Marcus Rashford, nhưng Arsenal gỡ hòa với cú đánh đầu của Eddie Nketiah. Sang hiệp 2, Bukayo Saka lại ghi siêu phẩm đưa chủ nhà vượt lên.
nhưng Lisandro Martinez gỡ hòa cho đội khách. Đến phút 90, tiền đạo Nketiah lập cú đúp để giúp pháo thủ nối cách biệt với Man City nên 5 điểm. Thắng 3-2 chung cuộc trước Manchester United, Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh với 5 điểm, nhiều hơn so với đội xếp thứ nhì là Man City, nhưng vẫn đá ít hơn một trận. Quỷ đỏ với trận thua đầu tiên trong hơn 2 tháng qua đã rơi xuống vị trí thứ 4, bằng điểm nhưng kém hiệu số so với Newcastle. Trong cuộc họp báo sau thất bại 2-3 của MU trước sân Arsenal, huấn luyện viên Erik ten Hag lộ rõ thái độ tức giận với học trò. Theo nhà cầm quân 52 tuổi, MU có thể ra về với kết quả hòa nếu các cầu thủ không mắc sai lầm liên tiếp, đặc biệt là với bàn thua vào phút thứ 90. Tại thời điểm này, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng, nếu muốn giành danh hiệu, chúng ta phải thay đổi về mặt tâm lý. Không lý nào trong một trận cầu đỉnh cao mà các bạn mắc phải 3 sai lầm nghiêm trọng đến mức thủng lưới. Đặc biệt là bàn thua cuối cùng, các bạn phải cảm nhận được trận đấu. Và thời điểm đó, một điểm là mục tiêu tối thượng. Vì vậy, chúng ta phải giành lấy điểm số đó. Bạn không thể để thua một bàn như vậy khi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, bởi sau đó, bạn không thể giành danh hiệu. Mặt khác, nhà cầm quân người Hà Lan phủ nhận sự thiếu vắng Casemiro là nguyên nhân dẫn tới thất bại. Casemiro là một cầu thủ quan trọng với MU, nhưng tôi không muốn đề cập đến những người không có mặt ở trận này. Từ trận thua Arsenal, Ten Hag kết luận MU phải trải qua chặng đường dài để đạt tới đẳng cấp cao nhất cũng như cạnh tranh các danh hiệu. Tôi nghĩ toàn đội có thể thay đổi thông qua quá trình huấn luyện. Chúng ta đã thấy tâm lý của cầu thủ thay đổi ra sao trong vài tháng qua. Nhưng hôm nay, toàn đội phải lưu ý rằng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đạt đẳng cấp cao nhất. Tin tức tiếp theo, Haaland tạo hàng loạt kỷ lục sau hat-trick vào lưới Hull. Tiền đạo người Na Uy thăng hoa trong cuộc tiếp đón Hull ở vòng 21 Premier League đêm 22 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Haaland hoàn tất cú hat-trick thứ tư tại Premier League, thành tích không cầu thủ nào trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có thể chạm đến. Ngoài ra, tiền đạo người Na Uy còn trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trên sân nhà trong một mùa giải Premier League, phá kỷ lục của Sergio Aguero ở mùa 2011-2012, 17 so với 16 bàn. Haaland là cầu thủ lập 4 hat-trick nhanh nhất lịch sử Premier League sau 19 trận, phá sâu kỷ lục của huyền thoại Ruben Nistelrooy 4 hat-trick trong 65 trận. Những người xếp sau lần lượt là Luis Suarez 4 hat-trick sau 81 trận, Alan Shearer 4 hat-trick sau 86 trận và Robbie Fowler 4 hat-trick sau 89 trận. Bộ đôi De Bruyne, Haaland lấy lại phong độ ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. De Bruyne đã có đường kiến tạo thứ 16 trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ đồng nghiệp nào tại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, 7 trong số đó dành cho Haaland. Tin tức cuối cùng, Ronaldo gây thất vọng trong trận ra mắt tại giải Saudi Arabia. Rạng sáng ngày 23 tháng 1, Ronaldo đã có màn ra mắt không thành công trong trận thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Ettifaq ở vòng 14 Saudi Pro League. Sau nhiều tuần chờ đợi, người hâm mộ Al Nassr cũng được chứng kiến màn ra mắt của Cristiano Ronaldo, siêu sao 37 tuổi, vừa đến nhưng đã được huấn luyện viên Rudy Garcia trao băng đội trưởng. Ronaldo được dồn bóng khá nhiều trong 90 phút. Hàng thủ Al Ettifaq biết điều này nên liên tục cắt cử người, theo sát từng bước chạy của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Trước sự kèm cặp của các hậu vệ đội khách, Ronaldo đã không có nhiều cơ hội để chứng tỏ đẳng cấp. Cựu sao Manchester United có 40 lần chạm bóng, 4 cú sút, nhưng không thể gây khó khăn cho thủ môn của đối phương. Đội hình Al Nassr chỉ có 4 cầu thủ bị SofaScore chấm điểm dưới 7 và Ronaldo là một trong số đó. Sau khi thử vận may với những cú sút xa, đá phạt, Ronaldo thực hiện một pha tung người móc bóng trong hiệp 2 nhưng cũng không thể mang về bàn thắng cho Al Nassr. Trong ngày Ronaldo tịt ngòi, Al Nassr vẫn giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ tấn công Anderson Taniska. Với 3 điểm có được trên sân nhà, Al Nassr duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Câu lạc bộ chủ sân Mistun Park có 33 điểm, hơn kình địch Al Hilal 1 điểm nhưng còn trong tay một trận chưa đấu. Ngày 27 tháng 1, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chơi trận bán kết siêu cúp quốc gia gặp Al Ittihad. Trên đây là bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ Tết an lành, hạnh phúc bên gia đình. Nếu yêu thích những bản tin của chúng tôi, đừng quên ấn đăng ký kênh và theo dõi hàng ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!